Số lượng người Việt Nam giàu có sở hữu hàng tỷ đô la tăng nhanh trên thực tế và trên bản đồ nhà giàu trên thế giới. Nếu như trước đây chỉ có ông Hoàng Kiều và Phạm Nhật Vượng, thì nay con số lượng này đã tăng rất nhanh và hứa hẹn là còn tăng mạnh hơn nữa. Đại gia đi đầu đó là đại gia Hoàng Kiều. Chỉ hơn một năm trước đây, nhà tỷ phú Hoàng Kiều, một người Mỹ gốc Việt sinh năm 1944, là người giàu nổi tiếng nước Mỹ và là người Việt giàu nhất trên thế giới. Chỉ sau một đêm với sự kiện IPO công ty chuyên sản xuất huyết thanh Shanghai RAAS ở Trung Quốc vào đầu năm 2014, thì ông đã trở thành người Việt nổi bật đáng được ngưỡng mộ trong danh sách những tỷ phú đô mới nhất trên thế giới. Tới cuối tháng 9 năm 2015, theo bảng xếp hạng mới của Forbes, ông Hoàng Kiều đã lọt vào top 400 người, đứng thứ 149 với tài sản lên đến 3,8 tỷ đô la Mỹ và là gương mặt nổi bật trong số các tỷ phú mới nổi tại nước Mỹ này. Khi đó, tờ Forbes có một bài viết khá là dài nói riêng về cuộc đời tỷ phú người Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều. Ông là người giàu nhất trong số 25 gương mặt mới trong danh sách 400 của Forbes ở trong năm đó. Tăng trưởng ấn tượng và thành công như là một kỳ tích tại Mỹ và cả ở thị trường đông dân nhất thế giới, đó là Trung Quốc. Nhưng vị trí của nhà tỷ phú Hoàng Kiều khá là bấp bênh do cổ phiếu trồi sụt liên tục. Vào cuối năm 2017, ông Hoàng Kiều mất cả tỷ đô so với đỉnh cao và giảm hạng chục bậc so với các bảng xếp hạng trước đó. Tính đến ngày 12 tháng 2 năm 2018 thì tổng tài sản của đại gia Hoàng Kiều chỉ còn là 2,8 tỷ đô la Mỹ, xếp vào thứ 838 trong bảng xếp hạng của Forbes. Trong khoảng thời gian chứng kiến tài sản bị sụt giảm, đại gia Hoàng Kiều còn dính tin đồn đó là người tình của Ngọc Trinh. Trước đó, ông Hoàng Kiều cũng từng mang nhiều tai tiếng với các dự án tại Việt Nam. Tỷ phú Hoàng Kiều đã nhanh chóng vỡ mộng khi đầu tư tại Việt Nam và bỏ cuộc do triển khai xây dựng hàng loạt các công trình gặp trục trặc, và cuộc thi Hoa hậu thế giới cũng chưa được cấp phép chuyển từ Nha Trang về Tiền Giang. Trong khi ông Hoàng Kiều trồi sụt thì các doanh nhân Việt Nam khác vươn lên mạnh mẽ. Ông Phạm Nhật Vượng, chủ tập đoàn Vingroup, qua mặt nhà tỷ phú Hoàng Kiều và trở thành người Việt giàu nhất thế giới nhờ khối tài sản tăng vọt trong thời gian gần đây. Tiếp theo đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO hãng hàng không mới thành lập Vietjet, cũng đã vượt qua ông Hoàng Kiều và trở thành người Việt giàu số 2 trên thế giới. Và bà Thảo còn là nữ tỷ phú đô duy nhất tại Đông Nam Á. Năm 2017, cộng đồng doanh nghiệp chứng kiến hàng loạt các doanh nhân Việt giàu lên một cách bứt phá và nhiều tỷ phú đô xuất hiện. Những người vốn đã giàu trở nên lại giàu hơn gấp nhiều lần. Có những thời điểm chỉ trong vài ngày, ông Phạm Nhật Vượng chứng kiến tài sản của mình tăng thêm cả tỷ đô la. Có ngày chiếm hai đỉnh cao tại Việt Nam. Trong những ngày đầu năm mới năm 2018, doanh nhân Phạm Nhật Vượng liên tục gây báo và vượt vị trí tỷ phú đình đám trên thế giới. Trong đó có đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump với khối tài sản là 3 tỷ đô. Tỷ phú Thái chủ câu lạc bộ Leicester City Vijay Sivanath Rubber, ông chủ câu lạc bộ bóng đá Tottenham Lewis, hay là nhà sáng lập Uber Travis Kalanick. Tính tới ngày 12 tháng 2 năm 2018 thì ông Vượng có tài sản là 4,3 tỷ đô, xếp thứ 497 trên thế giới. Trước đó vào cuối tháng Giêng năm 2018, thì ông Vượng có tài sản lên đến 5,5 tỷ đô và xếp thứ 367 trên thế giới theo bảng xếp hạng của Forbes. Vào cuối năm 2016 thì ông Vượng có tổng tài sản mới chỉ ở mức 30,4 ngàn tỷ đồng, tương đương khoảng 1,3 tỷ đô. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng là một doanh nhân có tài sản tăng vọt trong năm 2017. Đầu năm 2017, bà Thảo lọt danh sách tỷ phú Forbes sau khi hãng hàng không tư nhân Vietjet Air IPO và lên sàn. Và tới thời điểm hiện tại thì bà Thảo có khối tài sản đạt đến 3,1 tỷ đô, có lúc đạt được 3,3 tỷ đô, xếp thứ 751 trên thế giới. CEO hãng hàng không Vietjet hiện là tỷ phú đô giàu thứ 2 tại Việt Nam và là nữ tỷ phú duy nhất tại Đông Nam Á.
Và Nguyễn Thị Phương Thảo trở thành tỷ phú đô ngay sau khi Vietjet chào sàn chứng khoán vào cuối tháng 2 năm 2017 và tiếp tục bứt phá sau khi cổ phiếu HD Bank lên sàn vào hôm ngày 5 tháng Giêng vừa qua. Bà Thảo được biết đến là người mang lại sự thay đổi lớn trong ngành hàng không Việt Nam với mô hình hàng không giá rẻ lai truyền thống. Bà cũng được nhắc đến nhiều khi Vietjet lên các chiến lược marketing cùng bùng nổ mà báo chí phương Tây còn gọi là Vietjet là Bikini Airlines. Cho tới thời điểm kết thúc năm Đinh Dậu, thì Việt Nam đã có 5 tỷ phú đô được xác nhận thông qua các bảng xếp hạng chính thức. Bên cạnh ông Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, còn có ông Trịnh Văn Quyết, ông Nguyễn Đăng Quang và ông Trần Đình Long. Trên thực tế thì thị trường chứng khoán Việt Nam còn có 1 tỷ phú đô nữa nếu tính theo tài sản gia đình, đó là ông Bùi Thanh Nhân, chủ tịch Novaland với khoảng là 1,2 tỷ đô. Bên cạnh đó, một số doanh nhân cũng rất giàu và được xem là các tỷ phú đô kín tiếng ở Việt Nam như là ông Trần Quý Thanh ở Tân Hiệp Phát, ông Jonathan Hạnh Nguyễn, IMX Pacific Group và ông Đào Hồng Tuyển ở Tuần Châu và ông Lê Viết Lam ở Sun Group. Nhật bắt 4 người Việt bán tài khoản tiền ảo cho tội phạm Trung Quốc. Việt Nam là một trong những nước có nhiều người chơi tiền ảo. Một nhóm tội phạm gốc Trung Quốc được cho là mua bán tiền ảo với các đối tượng người Việt ở Nhật. TG Express dẫn các nguồn tin am hiểu cuộc điều tra. Vào ngày 18 tháng 2 cho biết là 4 người bị nghi là bán tên đăng nhập và mật khẩu và cũng như là thông tin về tài khoản cho bên thứ ba vào hồi tháng 7 năm ngoái. Vi phạm luật chống chuyển tiền thu thập được từ là tội phạm và các nguồn tin nói như vậy. Các nguồn tin am hiểu của điều tra của Sở Cảnh sát Tokyo cho hay, đây là vụ đầu tiên mà cảnh sát có hành động nhằm chống bán tài khoản tiền ảo bất hợp pháp. Ba người Việt bác bỏ cáo buộc nhưng một người thừa nhận tham gia. Tài khoản được bán cho một nhóm tội phạm được cho là có gốc là Trung Quốc. Này tiếp cận tài khoản trực tuyến của một công ty rồi dùng dịch vụ chi trả điện tử PayEasy để mà gửi khoảng 3 triệu yên cho các tài khoản tiền ảo. Khoản tiền trông được chuyển thành 10 Bitcoin trị giá là khoảng 280.000 yên trên một đơn vị vào thời điểm đó. Cảnh sát nghi ngờ là tài khoản được dùng để mà rửa tiền. Vụ việc được hé lộ trong bối cảnh nhiều người quan ngại tiền ảo có thể bị tội phạm lạm dụng vì chúng sẽ được chuyển ra nước ngoài hơn tiền mặt. Và một số nước có quy định lỏng lẻo về việc xác định danh tính người đăng nhập tài khoản. Vài câu chuyện về người Việt ở Mỹ. Chúng ta vẫn quen với việc Việt Kiều ở nước ngoài nói chung, ở Mỹ nói riêng, gửi tiền cho thân nhân, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai. Chính vì vậy, có người nghĩ rằng hẳn là đời sống của kiều bào bên ấy rất thoải mái, sung sướng. Thực tế, cuộc sống của một người Việt bình thường ở Mỹ không hề dễ dàng. Có những khó khăn, vất vả, phấn đấu. Có những đồng tiền gửi về quê nhà thấm đẫm những giọt mồ hôi. Vất vả của những người Việt lớn tuổi. Điểm chung của những người này là không rành tiếng Anh để tiếp xúc với người bản xứ. Dù khi ở Việt Nam có nhiều người học ngoại ngữ, có bằng cấp đàng hoàng. Lý do đơn giản là họ học nhưng ít có dịp thực hành, nói chuyện với người nước ngoài, mà không người bản xứ nào nói chậm, rõ ràng để họ tiếp thu và phản ứng. Người ta nói ào ào như nước chảy hoa trôi, ai xem phim mà hiểu được chỉ mang máng thôi. Những lời đối đáp của các nhân vật là xem như là khá rồi, có hiểu người ta nói gì mình mới trả lời được. Trả lời được bằng một câu dài vài chục từ thì càng giỏi hơn. Trước khi qua Mỹ, có người tưởng tượng thân nhân mình bên đó thật là sung sướng, thế nên họ nghĩ rằng qua bên đó mình cũng sẽ được như thế. Chỉ thấy hào nhoáng có hình là có nhà lầu xe hơi, có vườn hoa cây cảnh trong nhà bài trí sang trọng, đã sướng rồi. Lại còn đi du lịch, nhà hàng, dự tiệc cưới, sinh nhật khiêu vũ, đúng là thiên đường. Chưa kể còn nghe thấy ông bà Việt Kiều về thăm quê hương nói toàn chuyện giàu sang, kiếm tiền dễ như lượm lá rụng ngoài đường. Đến khi bước xuống máy bay,
được thân nhân đón về nhà chỉ hôm sau là người mới hiểu hết mọi sự. Nhà to, rộng, nhiều phòng như thế nhưng không có chỗ cho người ngoài trú ngụ. Bởi khi mua hay là thuê nhà họ đều tính xem trong gia đình có bao nhiêu người, cần bao nhiêu phòng. Ít khi nào hai người ngủ chung một phòng trừ vợ chồng. Mỗi đứa con dù nhỏ cũng có phòng riêng. May ra người thân sẽ được ở tạm phòng đứa nhỏ nào đó đi học xa, thỉnh thoảng mới về. Thế nên dù cha mẹ, anh em ruột thịt bảo lãnh qua, ai cũng phải lo kiếm một chỗ ở riêng. Nhưng muốn vậy phải có tiền, phải tìm việc làm. Nếu không thạo tiếng Anh, phải kiếm việc nào đó chủ là người Việt hoặc làm việc đơn giản mà người chủ chỉ cần ra dấu là hiểu. Đó là các tiệm, các việc làm vệ sinh, các building như là hút bụi, lau bàn ghế, chùi phòng, vệ sinh, cắt cỏ, làm vệ sinh trường học, quét dọn nhà hàng, giữ trẻ nếu là phụ nữ. Trước đây nghề làm móng tay có thể sống được nhưng bây giờ cũng ế ẩm vì kinh tế suy thoái. Ở California còn có nghề lắp ráp máy móc điện tử, nhưng các hãng đã đưa việc này qua các nước có giá nhân công rẻ khiến cho số người thất nghiệp ở vùng thung lũng hoa vàng ở Bắc California đã tăng lên rất nhiều. Hiện nay, lương tối thiểu được chính phủ quy định là gần 7 đồng hoặc là 8 đồng tùy theo tiểu bang. Mỗi tháng sẽ kiếm được từ là 1.000 đến 1.200 đồng sau khi trừ thuế và an sinh xã hội. Và muốn đi làm phải có xe và tự lái đi sau khi thi lấy bằng. Vậy là phải có ít nhất vài nghìn USD để mua một chiếc xe cũ tạm dùng được. Khi có việc làm, có thu nhập thì việc nghĩ đến là tìm nhà để mướn. Trung bình một căn hộ 2 phòng có giá trên là 1.000 USD, giá này đã được tính vào năm 2010. Rồi thì áo quần nào là ăn uống, các chi tiêu bắt buộc khác, tiền điện, tiền gas, tiền điện thoại, tiền nước, tiền rác, tiền bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, thuế xe v.v. Thử lấy mức thu nhập trên trừ cho chi tiêu, rõ ràng là không đủ. Vậy nên hai vợ chồng đều phải có việc làm. Các con lớn tuổi phải vừa đến trường vừa đi làm cuối tuần để phụ giúp cha mẹ. Cũng có những triệu phú người Việt nhưng số này khá ít. Những người lớn tuổi có Mỹ với gia đình, con cái phải làm tối tăm mặt mũi, không biết ngày lễ Tết, cuối tuần là gì, mà làm những việc chân tay, lương thấp. Có người làm đến 60-70 giờ một tuần, làm 2-3 chỗ từ sáng cho đến khuya. Ở Âu Mỹ, không riêng người Việt mà người bản xứ cũng vậy, bị cho nghỉ việc là xanh mặt. Cũng may là đa số người Việt biết lo xa, không giống người Mỹ da màu. Có nhiêu xài nhiêu, đến khi kẹt thì kêu réo sợ xã hội, kinh tế suy thoái, thất nghiệp. Nhiều nhưng rất ít người Việt ở Mỹ bị tịch thu nhà, phải ra đường ngủ hoặc là nhờ đến cứu trợ của chính phủ, vì họ biết tiết kiệm và tự trọng. Chuyện thực tế ở hải ngoại, người nào hiểu được thì không ham đi, trừ những người có con còn nhỏ qua Mỹ để tiện việc học hành, hoặc là các gia đình khá giả đem tiền qua Mỹ kinh doanh như mở tiệm buôn, nhà hàng. Thế hệ người Việt sinh trên đất Mỹ sống tốt nếu cố gắng. Những đứa trẻ theo gia đình qua Mỹ hoặc là sinh trưởng ở Mỹ được đến trường từ khi còn nhỏ, nói tiếng Mỹ như người bản xứ. Nếu cha mẹ không dạy con nói tiếng Việt trong gia đình hoặc là cho đến trường học tiếng Việt thì thế hệ này đúng là dân Mỹ da vàng mũi tẹt. Đa số họ học giỏi nên có bằng cấp, nghề nghiệp vững vàng, lương tối thiểu là 50.000 USD trên một năm. Họ thường lập gia đình với người Việt hoặc là người gốc châu Á. Nghề thông dụng họ chọn là công nghệ thông tin, nha sĩ, bác sĩ, những nghề tự do, nhiều tiền. Nếu hai vợ chồng đều tốt nghiệp đại học sau khi cưới xong, họ thường mua nhà mới giá từ nửa triệu đô trở lên với 5-7 phòng ngủ, nhưng lại không muốn ai ở chung, kể cả cha mẹ, anh em của mình. Mục đích của việc mua nhà mắc tiền là để được chính phủ trừ thuế. Ví dụ như một năm, lương thu nhập hai vợ chồng là 100.000. Thuế nhà là 5.000, tiền lãi vay mua nhà trả góp là 5.000. Năm đó sở thuế chỉ đánh thuế thu nhập là 90.000. Thuế thu nhập tính theo lũy tiến, lương càng cao, thuế càng cao. Thế nên nếu không biết tiết kiệm cũng chẳng dư giả bao nhiêu. Vì thế hệ này lớn lên ở Mỹ, có tâm lý và lối sống như người bản xứ, nên cha mẹ đừng hy vọng nhờ vả hay được để ý thăm viếng và săn sóc. Lớp người trẻ này được lớn lên ở xứ người, học hành thành tài, có công ăn việc làm, hội nhập vững vàng vào xã hội bản xứ, nhưng muốn tiến lên tầng lớp đó họ phải học hành rất vất vả. Ở Việt Nam, học sinh, sinh viên còn có thời gian giải trí sau giờ học, chứ ở Mỹ thì không. Cô cậu nào ham chơi, không chịu học là coi như tương lai không còn. Từ tiểu học, trung học cho đến đại học,
lúc nào cũng tối tăm mặt mũi vì bài vở. Lên đại học phải đọc rất nhiều sách do giáo sư chỉ định, không đọc không thể làm bài. Có thể nói để kiếm được đồng tiền để gửi về cho người thân trong nước không đơn giản. Ở California hay ở Texas vẫn có những người già đến các thùng rác bươi móc vỏ chai, lon nhôm bán lấy tiền dành dụm gửi về thân nhân nghèo chút quà Tết. Thực chất cuộc sống ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng có những nỗ lực và khó khăn riêng của nó. Quyên góp, cứu trợ thiên tai, đóng góp nhiều nhất là những người lao động chân tay, đồng bạc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Tuy tiền đóng góp không bao nhiêu nhưng gói ghém trong đó là cả một tấm lòng yêu thương đồng bào quê hương của mình, cũng như tất cả những người thân ở quê nhà. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.